đang có quả địa cầu 68. Ở ngoài kia mấy vị cũng tính con số để dễ coi, chứ bây giờ mỗi lần nhớ mẹ Phật mẫu Thánh. thì mẹ trên mẹ coi cả ta cái vũ trụ này, tam thiên đại thiên thế giới xa hàng mấy tỷ ánh sáng, cái xa mà chấm cái GPS bay xuống trong vòng khoảng đầy nửa sắc cành đứng trước mặt này. Nếu không con số ở trên mấy chư Phật cũng lộn á, nên con số là cái quả địa cầu của mình để chứng minh mình we are not alone, we are live among with 3.000 cái hành tinh ngoài đó đó, mình không có phải sống một mình đâu. Có những người ở những cái hành tinh rất là xa, rất là văn minh, đầu thai vô ngày đầu tiên cái thằng Alon nó mở cái Tesla cách đây 10 phút ở cái hãng này á, là làm đồ cho nó. Thời đó Tesla chưa có nổi tiếng, mới làm một cái chiếc xe đầu tiên mà kiểu mẫu á, là nó thiếu nợ kỹ đó, chịu phải gây lộn với nó tại nó nghèo lắm, nó không có tiền, trời ơi, nó thiếu mình 90 ngày, mình có 50 nhân viên mỗi tháng phát lương chừng có mấy chục nghìn đô, mình không có tiền trả, mà nó làm xe nó thiếu mình 600 nghìn. Mình nghĩ thử có phải là nó muốn cho mình phá sản không. Lúc đó quậy nó quá trời, hết 90 ngày nó không trả, tới 120 ngày nó cũng không trả, cái sùng quá không giao đồ cho nó. Trời ơi, nguyên cái đám tụi nó đứng ngoài góc bên đây là khóc năn nỉ, mày giao cho tao đi. Ừ, làm dữ lắm, bắt đầu nó trả thì dở quờ, nó giàu ở quên ơn mình đó. Thằng Alon, Alon Musk chứ không phải là thiệt á, nó biết chuyện mà quen quen. Ôi, hiện bây giờ nó làm cái space mà khắp thế giới á, cũng là hãng này làm đầu tiên cho nó cái internet. Cái gì mà khó nhất là đưa mình à, hey, mày làm tao. Việt Nam bây giờ á, họ họ không có cái kinh tế, họ không có đường để phát triển, rồi cái đầu họ mới tin theo thánh thần, mà Phật á, thần tiên hiện trước mặt nói chuyện họ không nghe, họ tin con chuột, họ tin con rắn, họ tin con trăn, hay là họ thậm chí con khỉ, con nào mà bò bò bàn thờ họ nghĩ cái này là thần linh á, họ lại. Thật sự mới là vong linh á, hay là cửu quyền nó nhập vô con rắn rồi bò lên bàn thờ. Rồi mỗi lần mà lễ hội mà bắt á, họ dành nhau để mà được blessing á, được cứu á, thì họ dành. Nhưng mà những cái thật như mình nè, theo thiên tâm đọc kinh ngồi thiền, họ không có chịu, nên nó hơi khó và hơi ảo một chút, không có thực tế. Họ tin Komatong, họ tin Lão Ban, họ tin Ngải, họ tin mấy cái đó, quẹt vô môi son, hung vô đại gia, cái đại gia đưa tiền ra liền thì họ tin. Giờ nó phong trào vậy đó, cho nên bây giờ mình nói lời thật, việc thật, chuyện thật, xảy ra thật, có người hiểu. Con cá ông nó chỉ là một loài cá, tất cả những loài cá mà sống lâu năm chừng nào cũng giống con người mình, sống lâu năm chừng nào mình khôn chừng đó. Khi con cá nó mới lớn lên nó có thể ăn thịt mình, nhưng mà khi nó sống lâu năm nó biết loài người là ngồi loài hiền, nó cũng không ăn mình nữa, tùy theo mỗi con, chứ không phải cá ông con nào cũng là thần đâu. Khi nó khôn thì nó già nó chết, thì mấy ngày xưa có những lúc mà thuyền của mình ra biển bị chìm thì con cá nó già thì nó có tánh khôn, cũng giống như bác già bác có kinh nghiệm, bắt đầu có làm chuyện bậy như hồi còn trẻ đúng không, ăn chơi quá quá đáng, bây giờ là hiền rồi. Thì bây giờ á, bác chết, những người già chết không có phá nha, mấy đứa nít, mấy đứa con gái 18 tuổi mà đang yêu đương mà chết nó quậy vậy, thì nó chưa có đủ có thỏa mãn khi nó còn ở dương trần. Thì đó là cũng là lý do con cá con người nó đều là đi theo một cái tập khí vậy đó. Thì con cá ông già mà chứ mà nó thấy thuyền nhân đó, nó cứu, thì nó cứu một lần thì người ta đồn ra thành ra thờ cá ông là vậy. Chứ thật sự khi mình thờ cá ông trong cái miếu ông
Nhưng mà thật ra ông nó đã đi đầu thai mất tiêu rồi, nó cũng là một cái dâm linh thôi. Mà ngược lại, biết bao nhiêu dâm linh mà chết bờ chết bụi, tụ vô cái miếu đó, mỗi lần được cái bánh thì đâu phải cái ông nó ăn đâu. Thì những con ma vòng vòng đó vô cái miếu đó đó ăn, ăn xong rồi cái nghe khấn. Cũng có dĩa xôi thôi mà khấn đủ thứ. Mong cho tôi thuyền ra khơi được đầy thuyền, mong cho tôi thuận buồm xuôi gió, mong đủ hết. Có dĩa xôi với ba chung rượu đại khái. Cái mấy con ma nó ngồi nó ăn xong cái nó ngồi cười, mày hố lộ tao có dĩa xôi, mày xin nhiều quá. Thôi kệ, cũng tội nghiệp, nhưng mà lần nào mày ra khơi mà cũng cúng tao thì kỳ này tao cho mày được mẻ, được mẻ hên quá, vô cúng tiếp. Cứ thế mà làm thì mình cứ nghĩ là con cá ông nó linh, nhưng mà thật sự không phải con cá ông, mà là những con ma, những cái dâm linh đó đó tụ vô đó.